Mục 6 la mã là phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Cái này là của lớp 9, lớp 8 rồi, đúng không? Cách giải những phương trình này là gì? Quy đồng bỏ mẫu. Nhưng các đồng chí rất hay bị sai chỗ, chỗ gì biết không? Điều kiện x khác 2, x khác trừ 3. Quên điều kiện là trừ điểm, mà lại ra nghiệm mà trùng với điều kiện, lại không kết luận nghiệm đúng thì lại trừ điểm lần thứ hai, đúng không? Hai lần trừ điểm, một lần trừ điểm vì thiếu điều kiện, một lần trừ điểm vì kết luận nghiệm sai, nhớ nhá. Nhưng ông nào học lớp 9 tôi dạy thì đấm cho suốt rồi, đúng không? Cứ thiếu điều kiện ăn đấm rồi. Đấy. Như vậy mấy câu này tự giải được chưa? Ok nhá. Bây giờ ta nhìn cái phần này này, biện luận, điều kiện x khác trừ 2, quy đồng lên này, 3x cộng 6, nhóm x ra với nhau đúng không, trong ngoặc còn m trừ 3 bằng 5 cộng m, được chưa? Đây có phải là biện luận phương trình bậc nhất không? À, chị Nhi nhìn đi, Huyền đâu rồi? Biện luận phương trình bậc nhất, còn nhớ sơ đồ cây không? Trường hợp A bằng 0, A khác 0 đúng không? Như vậy ta xét này, nếu A bằng 0 trước đi, chính là M trừ 3 bằng 0, suy ra M bằng 3. Khi M bằng 3 em thay vào đây, ta sẽ được là gì? 0 nhân x bằng 5 cộng 3 là 8 đúng không? 0 nhân x bằng 8. Thế thì vô nghiệm. Nếu cái số này bằng 0 này thì mới là vô số nghiệm, đúng không? B bằng 0 thì vô số nghiệm, B khác 0 thì vô nghiệm. Nhi được chưa? Nhớ chưa? Trường 2, nếu M trừ 3 khác 0, suy ra M khác 3. Phương trình có nghiệm duy nhất x bằng M cộng 5 chia M trừ 3. Vì nó khác 0 rồi thì mới có phép chia cho 0 mà, đúng không? Đến đây dừng, sai, trừ điểm. Có đồng chí nào dừng ở đây không? Trinh, trước đây ta biện luận phương trình bậc nhất, đến đây là đúng rồi, không phải viết thêm gì nữa. Nhưng lúc đấy không có điều kiện, còn ở đây ta có điều kiện x khác trừ 2 đúng không? Thế thì em phải cho cái nghiệm này này, khác trừ 2, để tìm ra m khác mấy, đúng không? Đấy, suy ra m cộng 5 khác trừ 2m cộng 6, thì suy ra m khác mấy? 3m, m khác 1/3, đúng không? Có nghĩa là để phương trình có nghiệm ấy thì m phải khác 1/3 và m phải khác mấy nữa đây? Khác 3. Hiểu chưa? Nên biện luận phần này là có thêm mỗi điều kiện đấy thôi. Được chưa? Chép vào đi. Các câu còn lại tương tự chưa? Đúng không? Bản chất là như thế mà, vẫn biện luận ra quy đồng bỏ mẫu nhưng phải thêm điều kiện. Khổng Minh được chưa? Chép vào. Bác hiểu không? Trung. Thảo hiểu chưa? Nhìn thấy không đấy? Số mấy đấy? Ngón tay số 1 à? Tiếp nhá, được chưa? Sang trang này. Xem không chưa? Xem nhanh lên. À, chị Yến làm bài đi, chị đút tay túi áo thì làm gì? Hưng bỏ cách ra, cứ bài nào khó bỏ cách cho Hưng. Tiếp nhá, phương trình ở chứa ẩn mẫu dễ lắm. Phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương lớp 9 cũng học rồi, nhưng chỉ học sơ qua thôi. Trên lớp mọi người học hết rồi đúng không? Chưa học phương trình trùng phương á? Đang học đến đâu rồi? Bậc 2 á? Bậc 2 delta rồi á? Sao chậm thế? Hải, học đến đâu trên lớp? Có này rồi gì? Nhưng mà trên lớp đang dạy đến phần nào? Trinh, nhưng mà trên lớp đang phần nào? Đây là chương 3 mà em. Đây là chương 3 mà. Phương trình. Mới đến phương trình chưa ẩn dưới đồ căn nữa. Chưa ẩn dưới căn đi. Rồi ok.
Nào nhìn lý thuyết này. Phương trình trùng phương là có dạng AX mũ 4 cộng BX bình cộng C bằng 0. Cách giải nó thì ta đặt T bằng X bình và phải có điều kiện T lớn bằng 0. Khi đấy ta chuyển được về phương trình bậc 2 chưa? Đi tính delta phương trình bậc 2 này tìm nghiệm và nghiệm phải thỏa mãn T lớn bằng 0 thì lấy đúng không? Đúng chưa? Nhưng người ta sẽ hỏi mình rất nhiều ý như này. Thứ nhất, vô nghiệm, một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm. Vì đây là mũ 4 thì có thể tối đa 4 nghiệm mà, đúng không? Thế thì tìm M để phương trình này có 3 nghiệm, có 2 nghiệm chẳng hạn thì phải tìm như nào? Ở bên này là điều kiện ở dạng chữ, chưa phải biểu thức toán. Mọi người phải chuyển được về biểu thức toán để biết cách tính toán. Một vô nghiệm thì hai vô nghiệm, mà hai vô nghiệm thì điều kiện là gì? Delta nhỏ hơn 0. Đúng không? Đây là delta của phương trình 2 nhá. Nghiệm kép âm. Nghiệm kép là gì? Trừ B trên 2A. Và nó âm đúng không? Thì cho trừ B trên 2A nhỏ hơn 0. Nhưng mà có nghiệm kép thì phải là delta bằng 0 và trừ B trên 2A nhỏ hơn 0. Nghiệm kép âm. Được chưa? Có 2 nghiệm âm. Có 2 nghiệm thì chắc chắn phải là delta lớn 0. 2 nghiệm âm là P lớn 0 và S nhỏ hơn 0. Còn nhớ không? Đấy, các trường hợp nghiệm của tặng phương trình bậc 2. Còn việc delta là gì, B là gì, S là gì, mọi người tự tính, không tính được thì nghỉ. Mỗi thế thôi. Ý thứ hai, có một nghiệm. Để một có một nghiệm thì phương trình 2 phải có một nghiệm dương. Tối thiểu phải một nghiệm dương. Nhưng nếu nó có một nghiệm dương mà căn ra thì phải ra hai nghiệm đúng không? Vì đây là x bình mà. Đúng không? Thế để nó căn ra chỉ có một nghiệm thì nghiệm đấy phải bằng mấy? Bằng 0. Vì căn của 0 thì vẫn bằng 0 thôi, không có cộng trừ, đúng không? Như vậy, có nghiệm kép bằng 0 chính là delta bằng 0 và trừ B trên 2A bằng 0. Được chưa? Hiểu dòng này chưa? Nhưng làm trắc nghiệm ấy thì có cái mẹo nhanh hơn. Có nghiệm kép bằng 0 thì chính là có nghiệm bằng 0 đúng không? Lấy T bằng 0 thay thẳng vào phương trình 2 ra M luôn. Thay T bằng 0 vào phương trình 2 suy ra M. Thay T bằng 0 vào phương trình 2 suy ra M. Vì có nghiệm rồi mà đúng không? Nghiệm bằng 0 mà. Hiểu chưa? Còn điều kiện chính xác đó phải là đây. Được chưa? Ở dưới. Tương tự này, có một nghiệm bằng 0 và nghiệm còn lại âm. Chính là nó có hai nghiệm đúng không? Delta lớn hơn 0. Có hai nghiệm này mà một nghiệm bằng 0, một nghiệm âm thì gọi là gì? P phải bằng 0 và S nhỏ hơn 0 không? P là tích hai nghiệm bằng 0 thì có một nghiệm bằng 0. Tổng hai nghiệm nhỏ hơn 0 thì có nghiệm âm và nghiệm bằng 0 chưa? Đây là điều kiện. Delta lớn 0, P bằng 0, S nhỏ hơn 0. Hiểu chưa? Chép vào. Nếu làm trắc nghiệm lại lấy T bằng 0 mà thay vào. Vì người ta ghi rõ là có một nghiệm bằng 0 mà đúng không? Thay T bằng 0 mà phát ra M luôn rồi đáp án rồi còn gì nữa. Đúng không? Gì? Đáp án nó chỉ có một cái M thôi mà. Đúng không? Đây là bảo là mẹo làm trắc nghiệm mà. Còn nếu làm tự luận phải làm như này còn gì? Đúng không? Vì đáp án nó cho 4 đáp án ABCD nhá. M bằng 1, M bằng 3, M bằng 5, M bằng 7 chẳng hạn. Em thay và phát ra M mấy chọn luôn. Có một đáp án duy nhất còn gì đúng không? Đúng không? Còn nếu không ý, trừ trường hợp để sai. Đúng không? Như vậy lại thay cái này vào đây. Được chưa? Tiếp. Có hai nghiệm. Để có hai nghiệm thì trường hợp thứ nhất có nghiệm kép dương này. Delta bằng 0 trừ B trên 2A lớn hơn 0. Có một nghiệm dương và một nghiệm âm chính là gì? Có hai nghiệm trái dấu đúng không? A nhân C nhỏ hơn 0 luôn. Hai nghiệm trái dấu A nhân C nhỏ hơn 0. Được chưa? Có ba nghiệm. Nghe thì cái một nghiệm bằng 0 lại thì vui rồi đúng không? Trắc nghiệm là lấy tên 0 mà thay vào đúng không? Còn điều kiện của mình này, delta lớn 0, P bằng 0 và S lớn 0. Được chưa? Còn trắc nghiệm lại lấy cái T bằng 0 thay vào đây.
Được chưa? Có 4 nghiệm thì quá dễ rồi. Thì phương trình 2 phải có 2 nghiệm dương phân biệt là delta lớn 0, P lớn 0 và S lớn 0. Thì đây là chuyển về điều kiện toán học. Lúc đấy bắt đầu mình có cái mà thay vào tìm M chứ đúng không? Được chưa? Nhi ghi chưa? Cho Phương hiểu không? Tiếp tục này. Ba cái dạng phương trình đặc biệt của phương trình bậc 4 tổng quát. Dạng thứ nhất, dạng thứ hai, dạng thứ ba có cách làm chi tiết rồi. Trên trật tự đi em. Có cách làm chi tiết rồi, cứ đến lúc làm bài mọi người gặp thì tra vào. Nhưng vì đây là dạng khó nên không phải lúc nào cũng gặp. Không phải lúc nào cũng gặp. Còn nếu mà ra đề vào cái dạng như này thì lấy đáp án mà thay. Đúng không? Nhanh hơn. Nó bắt tìm nghiệm của phương trình như này chẳng hạn nhé, giả sử như này. Bắt tìm nghiệm của phương trình này, nó cho 4 đáp án đúng không? Lấy 4 cái x để thay vào thằng nào bằng 0 thì đúng. Đúng không? Chứ đi giải cái này làm gì? Nó dài. Nhưng đây là ta học tự luận thì ta phải hiểu bản chất. Còn đâu cách làm trắc nghiệm thì lấy đáp án mà thay. Được chưa? Đó. Tiếp tục này. Giải thử một bài nhé, vì nó dễ giải thử một bài này. Đặt T bằng X bình, T lớn hơn bằng 0. Ta được phương trình là T bình trừ 3T trừ 4 bằng 0. A trừ B cộng C bằng 0 đúng không? Một nghiệm T bằng trừ 1, một nghiệm T bằng 4 trừ 1 loại. T bằng 4 chia X bình bằng 4 thì suy ra X bằng cộng trừ 2. Hết bài chưa? Hiểu không? Còn chép thì chép, còn dễ mà. Được chưa? Nhanh nhanh, câu sau lăm ý mà. Tìm mờ còn gì nữa. Thảo hiểu không? Thằng Trang nhá. Câu chính của mình đây. Thả dưới trật tự đi em. Sao rào rào thế? Chị Yến. Đặt T bằng X bình, điều kiện T lớn hơn 0, lớn bằng 0. Ta được phương trình là T bình cộng 1 trừ 2M T cộng M bình trừ 1 bằng 0. Gọi đây là phương trình 2, còn đây là phương trình 1. Theo đúng lý thuyết mà đúng không? Em đi tính các giá trị của nó đi. Delta bằng, ai tính rồi đọc hộ cái. Bằng 5 trừ 4 rồi ạ. Chắc chắn nhá. P bằng C trên A là M bình trừ 1. S bằng trừ B trên A là 2M trừ 1. Đúng không? Ta tính được các giá trị cơ bản chưa? Đến đây hiểu chưa? 5 cái ý này có phải chính là phần lý thuyết này không? Đúng không? Trong phần lý thuyết này có delta, có B, có S ta vừa tính rồi. Em cứ thay nguyên vào là xong. Đúng chưa? Ví dụ trường hợp đầu vô nghiệm nhá, là có 3 ý đúng không? Vô nghiệm này, nghiệm kép âm và hai nghiệm âm này. Ta đi xét mẫu một con này nhá, vì nó dài lắm. Ý Y này, vô nghiệm. Thì trường 1, trường 1 là gì? Phương trình 2 vô nghiệm thì delta âm chưa? Như ta chỉ ghi luôn là delta âm nhá. Suy ra 5 trừ 4M nhỏ hơn 0. Suy ra 5 trừ 4M nhỏ hơn 0. Suy ra thế nào? M lớn hơn 5 phần 4. Trường 2, mọi người cứ nhìn đi bởi vì chưa thuộc mà. Có nghiệm kép âm thì delta bằng 0 và trừ B trên 2A nhỏ hơn 0 đúng không? Có nghiệm kép âm này, delta bằng 0 và trừ B trên 2A nhỏ hơn 0. Ngoặc nhọn lại này, 5 trừ 4M bằng 0. S là 2M trừ 1 trừ B trên 2A chính là 2M trừ 1 trên 2 nhỏ hơn 0. Suy ra M bằng 5 phần 4. Ở đây suy ra M thế nào? Nhỏ hơn 1 phần 2. 5 phần 4 làm sao nhỏ hơn 1 phần 2 được đúng không? Loại.
Như hiểu chưa? Trượt 3. Trượt 3 là có hai nghiệm âm đúng không? Delta dương, B dương, S âm chưa? Được chưa? Đấy, có bên này rồi mà. Delta lớn 0, P lớn 0, S nhỏ 0. 5 trừ 4M lớn 0 này. P là M bình trừ 1 lớn 0 này. S là 2M trừ 1 nhỏ 0 này. Đúng chưa? Suy ra này. 5 trừ 4M nhỏ lớn 0 thì M nhỏ hơn 5/4. M bình trừ 1 lớn 0 thì M sẽ nhỏ hơn trừ 1 và M lớn hơn 1. 2M trừ 1 nhỏ hơn 0 thì M nhỏ hơn 1/2. Kết hợp xem có nghiệm không? Nhỏ hơn 1/2, nhỏ 5/4 thì lấy 1/2 này. Nhỏ hơn trừ 1 này, lấy được M nhỏ hơn trừ 1 chưa? Cái còn lại lớn 1 làm sao thỏa mãn 1/2 được, đúng không? Như vậy. Có hai đáp án chưa? M lớn 5/4 và M nhỏ hơn trừ 1. Đây mới là làm một câu y thôi nhá. Còn bốn câu kia kìa. Lên một câu này là rất là dài đấy. Hiểu chưa? Nhanh hơn đây là làm trắc nghiệm thôi. Và mọi người phải lấy vở ra viết trình bày chi tiết một câu rồi thôi. Được chưa? Để mình nắm được lý thuyết. Dưới hiểu chưa? Cần hỏi thêm câu gì không? Xong chưa? Chép xong chưa? Các ý sau tự làm nhá. Vì nó giống rồi, ta có cái lý thuyết quan trọng nhất là ta viết ra được cái này rồi này. Đấy. Còn lại là chỉ bắt chiếc thôi. Đúng không? Đây, cái trường hợp mời ta vừa tra từng trường hợp bộ ta làm đấy còn gì. Anh quay lại. Tiếp này. Chép xong chưa để làm bài 3? Bài 3 nhá. Nhìn đề bài 3, câu A luôn này. Nhìn dạng này, chắc chắn nó rơi vào cái dạng gì? X cộng A, X cộng B, X cộng C, X cộng D rồi đúng không? Đặt T bằng cái gì? Nếu A cộng B bằng C cộng D thì đặt T bằng X cộng A, X cộng B. A cộng B bằng C cộng D này, ta xem này. Trừ 1 với 5 có phải là ra 4 không? Trừ 3 với 7 có phải ra 4 không? Thế ta phải biết đặt T bằng gì rồi. T bằng X trừ 1 nhân X cộng 5. Đúng không? T bằng X cộng A nhân X cộng B mà. Khai triển ra này bằng X bình trừ 4X trừ 5. T bằng X bình trừ 4X trừ 5. Mà cái X trừ 3 nhân X cộng 7 bằng gì? Đây là cộng 4X chứ. Bằng x bình cộng 4x trừ 21 đúng không? Đúng chưa? Ta tách cái này ra thành x bình cộng 4x trừ 5 trừ bao nhiêu? 16. Mà cái này chính là gì? Chính là t đúng không? Như vậy bằng t trừ 16 chưa? Hiểu không? Ở dưới Thảo. Hiểu không? Duy Anh. Nhân tung ra thôi mà. Thế bây giờ ta quay trở lại này. Cái này nhân cái này bằng T đúng không? Cái này nhân cái này bằng T trừ 16 đúng không? Đây có phải phương trình bậc 2 của T không? Đúng không? Giải ra chưa? T bình trừ 16T trừ 297 bằng 0. Bấm bậc 2 đi, xem T bằng mấy? T bằng mấy? Âm 11 tí. Âm 11 và T bằng 27. Nào chép đến đây đi đã. Hiểu chưa? Tiếp tục này. Biết T bằng âm 11 rồi đúng không? Mà T đặt bằng gì? X bình cộng 4X trừ 5 đúng không? Ta cho X bình cộng 4X trừ 5 bằng âm 11. Tìm bậc X chưa? Bậc 2 mà đúng không? Tương tự lại cho nó bằng gì? 27, lại tìm được x chưa? Hết bài đúng không? Nào,
Ngô Phương Nghi hiểu chưa? Thảo, Hào, ba thanh niên, chỗ Khổng Minh. Ok à? Lát nữa thì hết ok. Được chưa? Phượng hiểu chưa? Đây là xong dạng này nhá. Tiếp sang cái dạng tiếp theo, nhìn như này, nhìn câu này và nhìn câu này thì nó giống cái dạng thứ hai của mình là gì? X cộng A mũ 4 cộng X cộng B mũ 4 bằng K. Đặt T bằng X cộng A cộng B trên đôi trung bình cộng của hai số, đúng không? Sẽ đặt T bằng gì nào? Lấy luôn con này đi. Đặt T bằng X cộng A cộng B trên 2 có phải cộng 5 không? 4 cộng 6 chia 2 bằng 5 mà. Đặt T bằng X cộng 5 nhá. Thì cái này bằng mấy? T trừ 1 tất cả mũ 4. Còn ông bên cạnh này bằng T cộng 1 tất cả mũ 4 và bằng 2, đúng không? T bằng X cộng 5 thì cộng 4 là bằng trừ 1, còn cộng 6 bằng cộng 1 mà, đúng không? Được chưa? Ghi vào đi. Được chưa? Sau đó mọi người xem nó làm như nào này. Nó khai triển hằng thức ra và ra được phương trình trùng phương. Khai triển thức phương trình trùng phương nhá. Thế bây giờ ta đi khai triển này. Nó hơi dài đây nên chưa là không đủ chỗ đâu. T bình trừ 2T cộng 1 tất cả bình cộng với T bình cộng 2T cộng 1 tất cả bình bằng 2. Khai triển lần nữa hai cái này ra là ra phương trình trùng phương. Khai triển ba số còn nhớ không? A cộng B cộng C tất cả bình bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng 2BC cộng 2AC. Được chưa? Đấy, chỗ này dài thôi cho tự tính. Từ đấy tìm được T bằng. Tự luận nó thế mà còn trắc nghiệm lấy đáp số mà thay, đúng không? Nào được chưa? Ở dưới. Mỗi dạng ta chữa một câu thôi, câu là dài quá ta sẽ bỏ để tôi tự tính. Xem xong chưa? Câu F. Câu F rơi vào dạng đối xứng, dạng 3. Mọi người nhìn hệ số này. Hệ số đây là 1 thì đây cũng là 1. Hệ số ở đây với đây cũng phải bằng nhau. Không nhất thiết phải bằng 1 nhá. Hệ số đầu tiên với cuối phải bằng nhau, hệ số thứ hai với cái đây phải bằng nhau thì đấy là gọi là hệ đối xứng. Cách làm là chia cả hai vế cho x bình ta được x mũ 4 chia x bình bằng x bình. X mũ 3 chia x bình còn x. Trừ 4 x bình chia x bình bằng 4. X chia x bình bằng 1 trên x và 1 trên x bình bằng 0. Đấy, chia cả hai vế cho x bình. Ta có này. X bình cộng với 1 trên x bình, dùng hằng đẳng thức đi thì viết được thành là x cộng 1 trên x tất cả bình trừ 2. A bình cộng B bình bằng A cộng B tất cả bình trừ 2AB mà, đúng không? AB nhân nhau bằng 1 rồi. X cộng 1 trên x chép lại nguyên. Ta đóng mở ngoặc để phân biệt thôi. Trừ 4 bằng 0. Thế nhìn từ đây ta biết ngay rằng nếu ta đặt cái này là T thì cái này có phải là T bình không? Ra phương trình bậc 2 chưa? T bình cộng T trừ 6 bằng 0, đúng không? T bình cộng T trừ 6 bằng 0. Nhiệm vụ còn lại là của mọi người. Hiểu chưa? Đấy. Ok nhá. 85 á. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Ở đây thực tế ra chính là hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn mà em đã học ở lớp 9 rồi. Phương pháp giải của nó là gì? Phương pháp thế và phương pháp cộng, đúng không? Cũng giống như trong hóa của em ấy, là hệ phương trình mol và khối lượng ấy. Thế phương pháp thế là gì? Rút x hoặc y từ một phương trình bất kỳ thay vào phương trình còn lại thì đấy là phương pháp thế, đúng không? Phương pháp cộng thì em biến đổi hai phương trình này cho giống nhau để cộng hoặc trừ nhau để mất x hoặc mất y. Còn máy tính thì là mốt 5 mấy? Mốt 51 thì phải, đúng không? Như vậy để bọn em giải những cái hệ này thì quá đơn giản. Lớp 9 mà không làm được thì làm sao lên được lớp 10? Những cái câu như này thì là gì? Đặt ẩn phụ, đúng không? Ta đặt T bằng 1 trên x trừ 1
A đi, đặt B bằng 1 trên Y cộng 2 thì ta được hệ mới chưa? Hệ mới của mình sẽ là gì? 10A cộng B bằng 1 và 25A cộng 3B bằng 2. Giải hệ mới ra AB thì tìm được x y đúng không? Đây là kiến thức cũ. Được chưa? Coi như xong nhá. Bây giờ ta phải học cái mới. Cái mới đấy để làm gì? Em nhìn cái phương trình bài 3 này. Nó có M. Khi có M thì em phải biện luận. Người ta bảo là biện luận nghiệm của hệ phương trình này mà. Thế nếu em dùng phương pháp thế hay cộng để biện luận con này thì đều rất là khó và dài. Do đó ta có một cách mới và ta phải học, đó là sử dụng định thức. Định thức là gì? Người ta cho cái hệ bậc nhất như này, bậc nhất hay ẩn, thì người ta có ba cái định thức là D, DX và DY. Cấu trúc định thức là A1, B1, A2, B2, C, B, AC. Thì câu học tắt cái định thức này là gì? Anh bạn cầm bát ăn cơm. AB, CB, AC. Ăn cơm hay ăn cờ thì đây là việc của các đồng chí, đúng không? Được chưa? Anh bạn cầm bát ăn cờ, cờ là gì thì tùy đồng chí, đúng chưa? Ví dụ như ông 9-10 thì ông ăn cơm, 3-4-5 thì ông chỉ ăn cờ thôi, đúng không? Anh bạn cầm bát ăn cơm, được chưa? Thanh niên nam được chưa? Ăn gì? Cho ăn gì? Người ta giờ phải dùng gọi là ăn xít. Ai dùng từ tốt tiền thế? Đúng không? Như vậy như nào? Ta viết lại đây nhá. AX cộng BY bằng C. Lưu ý thứ nhất, nghe cho kỹ này. C phải làm về bên phải. C phải làm về phải chứ không được để C bên trái. A1, B1 này, C1. A2X cộng B2Y bằng C2. Thế phải định thức D thì lấy hai cái này luôn không? AB không? Còn DX thì đưa cái C vào trong cột này. DY thì đưa cái C vào cột này. Thì ta có DX, DY và D. Cách tính định thức là như nào? Nhìn cho kỹ này. Lấy chéo chính trừ chéo phụ. Như vậy con này sẽ bằng A1, B2 trừ A2, B1. Viết đây nhá. A1, B2 trừ A2, B1. Con này sẽ bằng C1 B2 trừ C2 B1. Con này bằng A1 C2 trừ A2 C1. Chéo chính trừ chéo phụ. Được chưa? Không phải viết đâu, nghe thôi. Đến lúc về nhà chép lại vào tờ lý thuyết sau, buổi sau phát. Bây giờ biện luận như nào? Nếu D khác không, nếu D khác không có nghĩa cái kết quả này khác không này, thì hệ có nghiệm duy nhất x bằng dx trên d, y bằng dy trên d. Nếu d bằng 0 mà dx, dy cũng bằng 0, phải cả hai thằng này bằng 0 tiếp nhé, thì vô số nghiệm. Còn nếu một trong hai thằng này khác 0 thì vô nghiệm. Được chưa? Phương pháp định thức này chuyên dùng để biện luận hệ phương trình có ẩn m. Chuyên dùng biện luận. Còn nếu người ta bảo là giải hệ phương trình ý, như mấy con này này, hâm hâm đâu mà đi tính d, dx, dy đúng không? Thế mới cộng mà làm nhanh nhất. Được chưa? Kể cả những con như này, đặt ẩn phụ để chuyển về hệ cơ bản để tính, đúng không? Bây giờ ta ví dụ bài 3. 3A nhé. D bằng, đừng để tôi phải nói nhiều nhé. AB này, M, M trừ 1, 2, M bằng chéo chính trừ chéo phụ này, m bình trừ 2m cộng 2. 2m trừ 2 mà trừ đi thì thành trừ 2m cộng 2, đúng không? Dx này bằng anh bạn cầm bát này, m cộng 1 2 và m trừ 1 m nhân chéo này, m bình cộng m trừ 2m cộng 2 bằng m bình trừ m cộng 2. Di này, m cộng 1 2 và, xin lỗi viết ngược rồi, phải là a trước thì phải là m cả hai trước này, và m cộng 1 2 bằng này 2m trừ đi 2m trừ 2
thì cuối cùng bằng trừ 2. Được chưa? Đấy là tính D, DX, DY. Bây giờ bắt đầu chia trường hợp này. Đầu tiên phải xem D bằng 0 và D khác 0 đúng không? Như vậy. Nếu D khác 0 suy ra M bình trừ 2M cộng 2 khác 0. Mà cái này là luôn gì? Luôn khác 0 rồi. Vì nó là hằng đẳng thức đúng không? M trừ 1 tức là bình cộng 1 đúng không? Như vậy nó luôn dương là luôn khác 0 đúng không? Thì suy ra x bằng dx trên d. Em lấy cái này chia cái này. M bình trừ m cộng 2 chia cho m bình trừ 2m cộng 2. Y bằng dy trên d bằng trừ 2 chia cho m bình trừ 2m cộng 2. Hết bài. Vì nó luôn khác 0 rồi mà, nên ta không cần xét trường hợp D bằng 0 nữa. Có hiểu không? Đấy là quy trình tính một bài biện luận. Được chưa? Xem lại đi. Nó dễ thế thôi. Chẳng qua mọi người phải thuộc, anh bạn cầm bát ăn cờ. Được chưa? Duy Anh được chưa? Có cần xét lại không? Cần xét lại không? Về xem video xem nhá. Ta làm thêm một câu khác đi. Đây, lấy thử câu này nhá. Ta tính luôn này. D bằng, vì chỗ này nó ít chỗ nên ta tính luôn nhá. AB này, M bình trừ 4. Khi bọn em quen rồi bọn em nhìn đây phát là tính được D luôn. DX này. Anh bạn cầm bát là C vào đây đúng không? Ta thay M cộng 1 và 2M cộng 5 vào đây là M cộng 1 nhân M là M bình cộng M. Trừ đi 2M cộng 5 vào đây nhân 2 là trừ đi 4M. Trừ 10 thì bằng M bình trừ 3M trừ 10. DI bằng DI là thay M cộng 1 cả 2M cộng 5 vào đây. Thì sao M nhân 2M cộng 5 là 2M bình cộng 5M. Trừ đi 2 nhân M cộng 1 là trừ 2M trừ 2 bằng 2M bình cộng 3M trừ 2. Nếu D khác 0 suy ra M khác cộng trừ 2 thì ta có nghiệm X bằng DX trên D. Y bằng DI trên D. Mọi người chỉ thay các cái này lên công thức là xong thôi đúng không? Xem nó có nghiệm thì rút gọn, không thì thôi nhá. Bây giờ ta chủ yếu sang ý này. Nếu D bằng 0 suy ra M bằng cộng trừ 2. Vậy là có hai trường hợp rồi. Với M bằng 2, em thay vào xem DX bằng mấy và DI bằng mấy. Nếu DX, DI cùng bằng 0 thì nó vô số nghiệm, còn khác 0 thì vô nghiệm đúng không? DX bằng này, thay 2 vào nhé, 4 trừ 6 trừ 1 là 4 trừ 7 là trừ 3 đúng không? Khác 0 suy ra vô nghiệm luôn, không cần tính DI đâu, một trong hai thằng khác 0 là đủ. M bằng trừ 2, DX bằng 4 trừ 1 là 3 trừ 2 là 6 thì bằng 9 đúng không? Cũng khác 0, vô nghiệm. Còn chẳng may chỗ này bằng 0 nhá. Nếu một bài khác cái này bằng 0 thì em phải tính tiếp DI bằng 0 nữa thì mới kết luận. Còn DI khác 0 thì vẫn vô nghiệm. Hiểu quy trình trình bày chưa? Đấy gọi là biện luận đấy. D khác 0, D bằng 0 xong thay từng M vào. Được chưa? Ủa thế thôi. Hết bài rồi đấy. Còn đâu các câu khác tương tự hết mà. Hình dung chưa? Chưa anh hiểu chưa? Gì? Cái nào? Ta nhầm sai cái này á? Hay cái gì? Đây à? Đây gì? Cái DX á? DX đi nhầm gì? À bây giờ ta thay hai các thứ vào thôi gì? Thay lại nhá. 4 này. À đây là trừ 10. Ừ quên. Mình lại nhìn là trừ 1 xin lỗi. Từ nãy giờ cứ nhìn trừ 1. Thay lại nhá. 4 trừ đi 6 là trừ 2. Trừ 10 là trừ 12 đúng không? Vẫn khác không này.
thay trừ 2 vào này, 4. 4 trừ 10 là gì? Trừ 6 cộng 6 bằng 0. Ok, con này bằng 0 rồi. Do ta sai sai. D bằng 0 này. Tiếp tục, em lại phải thay DI tiếp. Vì DX bằng 0 rồi thì phải thay DI này. 4 2 là 8. 8 trừ 2 là còn 6. 6 cộng với 3 nhân trừ 2 cũng bằng 0. Thì suy ra vô số nghiệm. Hiểu chưa? Đấy, mỗi thế thôi. Ok chưa?